Ngọc Vy đang được tận hưởng khí trời mát mẻ và dễ chịu tại thành phố Hồ Chí Minh vào buổi sáng chủ nhật, mà quan trọng là ở trên cao, tức là tầng 39 của một tòa chung cư. Và chắc chắn đây là một vị trí rất lý tưởng để chúng ta có thể sống, chúng ta có thể lấy lại năng lượng trong suốt cả một ngày trời và ngày hôm sau lại tiếp tục đi làm. Với căn hộ chung cư này chắc chắn sẽ có rất nhiều điều lý thú để chúng ta cùng chia sẻ. Vì vậy ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với kiến trúc sư Thùy Trang để biết thêm thông tin về căn hộ này nhé. Chào Vy, chào quý vị khán giả đang xem chương trình Không Gian Xanh. Khi mà bước vào đây á, là ở cái vị trí nó quá đẹp, trên tầng cao, thành ra là mình không bị khuất mắt ở một cái tầm nhìn rất đẹp, nhìn ra thành phố. Rồi là ở phía trong thì sao ạ? Là một nơi sống cũng rất lý tưởng với không gian nổi bật và sang trọng. Chủ đầu tư là một chị hơn 30 tuổi. Chị là một người rất là tinh tế và ngoài cái sự tinh tế hơi hướng cổ điển, tuy nhiên chị là một người rất là năng động. Thì như các bạn thấy là những cái gam màu chị chọn, ngoài những cái việc mình tận dụng những đường nét về bán cổ điển, màu sắc rất là nhã nhặn thì có một chút nào đó. Như hiện tại các bạn thấy là cái tông màu cam là cái tông mà màu đang rất là hot tại năm 2018. Mặt khác, mình cũng phải cải tạo như thế nào đó để không gian mình nó thật là thông thoáng và sử dụng thật là khoa học. Thì sau một thời gian mình đã làm việc rất là dài từ về bố trí cho tới màu sắc cũng như là phối tất cả các vật liệu lại, thì ngày hôm nay quý vị thấy là cả một cái tổng thể này làm gia chủ rất là hài lòng. Như là một cái phong cách nào mà nó sang trọng như thế này á, có thể thêm một chút hiện đại và phóng khoáng thì sẽ phù hợp với căn nhà mặt đất hơn. Nhưng mà Trang đã có thể làm được điều đó ở trên căn nhà này, thì mình sẽ chia sẻ về những cái thủ pháp nào và mình đã giải quyết những cái yêu cầu chủ nhà ra sao. Cái mà quan trọng nhất khi mà Trang làm việc với bất kỳ một chủ đầu tư nào, cái quan trọng nhất là công năng. Mình sẽ phụ thuộc vào những cái công năng của chủ đầu tư, mà khác mình sẽ lắng nghe cái nhu cầu sử dụng của khách hàng. Từ đó mình sẽ đưa ra một cái bài toán giải quyết về cái công năng sử dụng trước. Tùy theo cái diện tích mà mình nhận, ví dụ như quý vị thấy thì không gian ở chung cư thì nó hạn chế một số cái về cái độ thông thoáng. Thì cái việc mà mình kết hợp về màu sắc nè, về vật liệu nè, thậm chí là cái việc bố trí sao cho tất cả các công năng nó hài hòa và nó không có tạo cho mình những cái điểm chết nào đó. Cái tông màu mình chọn, cái tông màu sáng, thì cái cảm giác đầu tiên khi mình bước vào không gian á, nó rất là thoáng, nó rất là nhẹ nhàng. Thông thường khi mà chúng ta nói cổ điển là chúng ta nghe cái gì nó một cái hoa văn nó rất là nặng nề. Thì cái này bán cổ điển là sao? Bán cổ điển là chúng ta chỉ sử dụng một vài đường nét của cổ điển thôi. Mình gọi là mình lược giảng lại nó cơ bản nhất. Sau mình sẽ phối những yếu tố về hiện đại. Cách bố trí này mình cũng đã biết rồi. Thế còn về bố cục không gian thì sao? Hiện tại mà các bạn thấy là cái không gian của mình nó open, nó không có bị ngăn cách quá nhiều với những cái vách như thông thường. Nhà hồi xưa mình chúng ta thấy á, có là phòng khách chúng ta có thể nhìn qua khu bàn ăn và liên kết cả cái khu bếp luôn. Nó tạo ra một cái không gian nó có sự liên kết, và tất cả các thành viên khi sinh hoạt á, chúng ta đều có một sự nó gần gũi. Có vẻ như là rất là ấn tượng đấy là nguyên vật liệu. Mình sử dụng nguyên vật liệu cho cả căn nhà này ra sao? Không gian này sử dụng chủ yếu là gỗ sơn. Chúng ta có thể thấy được rằng là nếu mà xét về tổng thể, nó là một cái loại vật liệu, nhưng mà khi chúng ta có sự kết nối giữa các cái loại vật liệu nhấn khác thì nó tạo cho chúng ta những cái hiệu ứng. Ví dụ như ở đây thì chúng ta nhấn thứ nhất kính. Các bạn có thấy là những cái mảng kính nó rất là nhẹ nhàng, nó đang xen giữa các cái mảng, nó tạo cho mình cái không gian nó có chiều sâu. Thứ hai là các bạn thấy nếu mà chúng ta có kính á, ánh sáng mà nó phản chiếu qua lại, thành ra nó tạo cho mình một cái hiệu ứng, một cảm giác cực kỳ là rất là sinh động. Chúng ta có một cái ưu điểm cực kỳ lớn trong cái căn này, có nghĩa là cái view cửa để nhìn ra cái view thành phố nó cực kỳ thoáng, và nó đón trọn vẹn cái luồng gió của không khí để mà nó làm cho cái hướng lưu thông trong nhà mình nó khá là thông thoáng. Giờ Trang mời Vy á, để mình chúng ta cùng tham quan không gian bếp, là một cách xử lý về không gian một cái góc tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng sẽ còn rất là nhiều điều để nói nữa. Vy tham quan với Trang ha. Đây gọi là cầu được ước thấy luôn đúng không? Đúng, ngồi rồi. Mà có một cái bình trà này, mình có thể uống trà, uống cà phê, mình nhâm nhi và mình đúng là tận hưởng cuộc sống luôn nhỉ? Đúng rồi. Bất cứ một bài toán nào một kiến trúc sư khi mà mình đưa cho giải pháp cho khách hàng á, cứ là mình sẽ chọn lọc cái tôi của bản thân mình và cái nhu cầu của khách hàng sao cho, bởi vì chung quy lại thì cái mà mọi người mong muốn nhất đó là đem lại cái cảm giác thực sự là yêu thích cái không gian dành cho cái gia chủ mà đang tận hưởng trong không gian đó. Ở đây á, không có không gian nào là thừa thải hết. Từng góc một chúng ta đều có một cảm giác riêng. Thành ra khi mà chúng ta ở đây chúng không có cảm thấy nhàm chán. Vy được biết là
nội thất lựa chọn cho phong cách bán cổ điển là không hề dễ dàng. Đúng, đúng không? Cái đồ decor nó cực kỳ quan trọng. Chúng ta chỉ chọn một vật nào đó mà nó không đúng theo chủ đề một cái thì những không gian của mình hầu như là nó sẽ bị phá vỡ. Ở cái không gian này thì chúng ta thấy là cái điểm nhấn nhiều nhất là tông cam và tông vàng đồng, vân kim loại, cho thánh thậm chí là cái kính thủy trà của mình, nó cũng là cái vật nhấn xuyên suốt từ phòng khách tới phòng ăn, thậm chí là phòng bếp. Với một cái tông màu trắng kem, nó mang lại cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng. Thì đâu đó với những cái tông nhấn như là kim loại nè, rồi tông cam này, làm cho mình cảm giác thấy là rất là ấm áp. Đặc biệt là Vi thấy khu vực này là nhấn ánh sáng. Vì một cái tủ kệ bình thường nhưng mà có một chút ánh sáng, cái đèn led nó nhấn thôi, là tất cả những cái đồ decor lên, nó được nổi bật lên và tạo cho cái thị giác của mình nó có cái sức hút đặc biệt. Ngồi vào cái gian bếp thôi, cảm giác như là không phải là nơi nấu nướng mà là nơi để mình nhìn ngắm á. Đúng rồi. Như nãy Trang có chia sẻ là cùng cái ngôn ngữ mình sử dụng kính á, trang trí làm điểm nhấn xuyên suốt, thì tại khu vực bếp cũng vậy. Cái là thông thường khi chúng ta nghĩ là ở khu vực không gian bếp là không gian đồ đạc lỉnh kỉnh, chúng ta chỉ có nhiệm vụ là nấu và đi ra ngoài thôi. Thì tuy nhiên chị này chỉ chăm chút từng góc một, là chỉ muốn không gian bếp cũng là một nơi để mà khi mà chị nấu ăn một bữa ăn cho gia đình, cũng là nơi chị ấy cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy giống như mình là một người nghệ sĩ trong khăn bếp như vậy á. Cái kính thủy trà nó giúp cho cái không gian của bếp chúng ta nó thoáng hơn. Mà khác là chị em phụ nữ chúng ta mà rất điệu, muốn làm đẹp mọi nơi, thậm chí là khi nấu ăn chúng ta có thể mà chỉnh chu lại, lúc nào mình cũng phải là tinh tươm tất. Thông thường khi mà nói không gian làm việc, chúng ta nghĩ một nơi nó hơi là khô khan, chỉ có giấy tờ, bàn, ghế thôi, đúng không? Thì hiện tại là hiểu được cái tính cách của gia chủ là ôi, chị muốn là một người nghệ sĩ trong ngôi nhà của mình. Thành ra đâu đó từ đồ decor cho tới không gian thì bên Trang cũng phải chắt lọc những cái chi tiết nào đó để mà cái không gian làm việc của mình nó thật sự là sống động. Thì cùng một ngôn ngữ đó, Vi có thể thấy là từng mảng tường, thậm chí là cái vách ốp phía sau vẫn là những cái mảng nhấn kính thủy trà. Cái là vừa làm việc vừa làm đẹp bất cứ mọi nơi đâu. Mình muốn làm việc mà mình nhìn ra thành phố. Đúng rồi. Mình muốn lấy ý tưởng rồi mình nhìn ra thành phố. Còn có những hôm mà mình muốn ngồi một cái góc nhìn khác chẳng hạn, mình nhìn vào gương để mình vừa làm việc mình vừa làm đẹp. Thành ra là cái góc làm việc cảm thấy rất là sinh động. Không gian ở đây thì nó không được rộng lắm. Thì cái việc mình tiết chế những cái đường nét nó cơ bản nhất, nó đi qua hướng hiện đại nhiều, để mà khi mà những cái đồ đạc vật liệu như tài liệu nhiều nó không bị tranh chấp về cái thị giác. Thì các bạn thấy là những cái đường nét tủ kệ hay bàn ghế nó rất là đơn giản. Giá thay vì việc là mình để bàn làm việc ở phòng ngủ như là mình vẫn thường thấy một căn hộ nhỏ, thì ở đây là mình có riêng một cái phòng nhỏ này mình làm việc, thì mình sẽ tập trung được hơn và cũng không ảnh hưởng tới con hay những thành viên khác ở trong các phòng khác. Với phong cách bán cổ điển, kết hợp vừa là nơi ở vừa là nơi làm việc nhưng mà đúng chất là tận hưởng cuộc sống, thì mình có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng như gợi ý tới quý vị được không? Đối với đặc biệt là trong không gian chung cư thì cái bài toán cơ bản nhất là chúng ta phải hiểu chúng ta muốn gì trong không gian sống của mình. Nghĩa là mỗi vị kiến trúc sư của chúng ta hãy là một người bạn với khách hàng, để chúng ta hiểu được khách hàng muốn gì thì chúng ta sẽ kết hợp hai cái tôi đó lại để tạo nên cho cái thiết kế của mình nó có mang màu sắc riêng, cân nhắc như thế nào cho phù hợp với cái nhu cầu cũng như là cái thẩm mỹ của khách hàng. Khi mà chúng ta nhắc tới phong cách bán cổ điển thì chúng ta nghĩ cái gì đó nó hơi nghiêm trang, nó hơi cổ kính, nó hơi cứng nhắc một chút, bởi vì nó mang cái đó nó hơi về hoài cổ. Tuy nhiên khách hàng này thì họ muốn năng lớp người rất là trẻ trung và năng động. Chính vì vậy là những cái yếu tố mà khi Trang đưa vào không gian này nó có một chút gì đó phá cách về màu sắc, về vật liệu. Đây cũng là một cách phá cách bằng cách chúng ta ốp những cái vật liệu kính thủy trà lên cái phần vách ốp của cái phần bếp. Nó tạo cho chúng ta cái cảm giác thứ nhất là nó phá cách, nó hiện đại và cái màu sắc của nó cũng không có giống rất nhiều cái căn bếp mà chúng ta đã từng thấy. Đâu đó khi chúng ta nhắc tới phòng làm việc, chúng ta cảm thấy là nó khô cứng, nó không có một cái gì đâu khi mà chúng ta feel lên. Và cái quan trọng nhất là cái view nhìn, để mà chúng ta tạo nên cái năng lượng làm việc cho nó phù hợp nhất. Cảm ơn kiến trúc sư Thùy Trang với những chia sẻ Vi nghĩ là rất đầy đủ và chi tiết với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và xin gửi tặng Trang kỷ niệm chương của Không Gian Xanh. Cảm ơn Vi, cảm ơn quý vị khán giả đã cùng Trang chia sẻ trong thời gian vừa qua.